Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính bái bạch đảnh lễ, hôm nay có Hòa Thượng Hiệu trưởng Ngài Tâm Tường cũng tham dự buổi học hôm nay. Kính thưa toàn thể quý thầy và các thanh ni sinh, đúng ra môn Phật học Phật Pháp căn bản này là chúng ta sẽ học bữa đầu tiên, nhưng mà bữa đầu tiên hôm trước thứ hai là cái ngày khai giảng, cho nên vì ngày khai giảng là hết thời gian, cho nên hôm nay là cái tuần thứ hai và cũng được xem là cái bữa học đầu tiên luôn. Thế theo cái chương trình dự kiến thì quý thầy cũng thừa lệnh ông ngài hiệu trưởng với chư tôn đức thì quý thầy sẽ lên ở tại nơi trường trung cấp, cái cơ sở trường của mình sẽ học ở trên đó. Ở trên đó vừa rồi thì Hòa Thượng Tâm Tường cùng ban bảo trợ với quý thầy trong ban giám hiệu cũng đã thành lập một cái lớp học, một cái phòng học đỡ mà mình đầu tư mọi việc rất là tốt, thì cũng trên 50 triệu đồng để mà đầu tư các cái máy màn hình chiếu lớn, màn hình tới 50 máy in đó. Thông thường cái điện thoại mình có tí trẻ máy in thôi, ngày cái laptop thì quý thầy đang sử dụng đây là như thầy đang sử dụng laptop là có 14 in thôi, nhưng mà cũng được, hiện tại là cũng hiện lên tất cả các cái màn hình, các cái ảnh của các tăng ni sinh ở nơi đây. Hiện tại cái lớp học mình hiện tại là có 35 thành viên là tham dự. Các tăng ni sinh chúng ta nghe được rõ hết không ạ? Thế là tốt rồi. Thì hôm nay bữa học đầu tiên, và trong các cái chương trình học thì quý thầy cũng có giới thiệu các cái tài liệu tham khảo, cái sách, cái cuốn mà đầu tiên của chương trình của giáo trình Trung ương mà mới nhất á, mà chúng ta thường sử dụng là cái cuốn Phật học căn bản này. Như thầy Quang Hướng cũng đã gửi cho các tăng ni sinh cuốn này hết rồi phải không ạ? Các tăng ni sinh có đầy đủ hết cái cuốn chương trình Phật học cơ bản của ban giáo dục tăng ni trung ương, giáo trình này là giáo trình trung cấp Phật học. Trong đây có cái bài học đầu tiên là cũng là bài số 1 là bài giới thiệu về đạo Phật. Các tăng ni sinh đã có cái cuốn này chưa? Dạ chưa. Chắc đến nay mai chắc có thể thầy Quang Hướng cũng sẽ gửi trực tiếp cho các tăng ni sinh cái cuốn này. Cuốn này là cuốn cơ bản mà cái giáo trình mới nhất của ban giáo dục trung ương. Ngoài ra mà cái cuốn mà xưa nay quý thầy cũng rất là nổi tiếng xưa nay là cái bộ Phật học của ngài Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó. Cái bộ đó gồm 3 cuốn. Thì các tăng ni sinh chúng ta cố gắng làm sao thì cuộc sống mình là mình đi tu tập việc này việc kia, hay là mình sử dụng đúng thứ cái phương tiện hết, nhưng mà một trong những phương tiện tốt và các tăng ni sinh học cho tốt là phải cố gắng mình phải có những cái bộ sách đó. Chẳng hạn bộ học phổ thông ít gì các tăng ni sinh cũng cố gắng mình phải mua, còn có mình xin thầy tổ huynh đệ, nhưng mà cái gì mà của mình mua được thì nó mới giá trị, mình mới quý. Nếu người ta tặng mình hay là mình xin từ chỗ này chỗ kia thì nó không có trong quý bằng cái cách của mình mà sử dụng cái pháp bảo mình sở hữu. Thì những cái chương trình như chương trình bộ phổ học hành thụ hôm trước quý thầy cũng giới thiệu nó gồm có 4 cuốn, rồi bộ phổ học phổ thông gồm có 3 cuốn. Các tăng ni sinh chúng ta cố gắng có những cái bộ đó, hay là cũng các cái bộ chương trình của Hòa Thượng Chân Thiện này, của Đức Phật Phật Pháp, của Đại Đức Narada, của Giáo sư Phương Lan dịch, thì cái cuốn đó là hết sức là căn bản. Thành thử ra là ít nhất là mình cũng nên có, ví dụ như các tăng ni sinh làm sao là mình có những cái bộ đó mình ở trong phòng học của mình cũng giá trị. Thay vì mình trưng bày cái này cái kia, mình ở trong phòng mình có những cái đó thì mình có cái thư viện, hay là trong phòng học của mình có những cái bộ sách đó gối đầu rất là hay. Cái đó nó theo suốt cuộc đời của mình, như bộ Phật học phổ thông á là của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó, vì có thể theo mình suốt cuộc đời trên nền tảng để mình nghiên cứu tất cả những cái chương trình Phật học khác. Trở lại vấn đề với thầy đi về hôm nay là tiết học đầu tiên á, với thầy cũng giới thiệu một chút về cái chương trình Phật học ở trong cái trường trung cấp của mình. Thì cái trường trung cấp của mình thì thành lập đến nay á
là khó là có tư. Cũng hòa thượng Tâm Tường mình cũng đã dày công và xây dựng từ cái lúc những cái năm tháng đầu tiên dạy từ mượn cái chùa Vĩnh Thắng, rồi sau đó dạy chùa Bửu Nghiêm, rồi sau đó chuyển về cái văn phòng ở chùa tỉnh hội chùa Vĩnh Thắng dùng sư Vận Hạnh. Và đến cái khó này là chúng ta đã có cái nơi cơ sở chính thức ở nơi xã Diên Phú, thành phố Pleiku, chùa Trung Cóc. Và cái trường đó thì hiện tại rộng hơn một hectare là 10.000 mét vuông. Thì trường trại phòng ốc cũng đã có rồi. Cho nên thay mặt trong hòa thượng Tâm Tường với trong ban giám hiệu thì quý thầy cũng khuyến khích các tăng ni sinh nào mà sắp xếp được thì cố gắng chúng ta đi thẳng về trường. Ở đó là tinh ni có một phòng, mỗi người sẽ ở được một phòng, rất là tốt. Khi nào đông thì mới 2 người một phòng, mà nơi đó diện tích rộng rãi. Mà khi mình học, mình học trực tiếp, mình có thể ai mà chưa về được thì mình thực hiện qua là học online. Ai mà học được thì mình học tại nơi, ở nơi cái trường rất là tốt. Mỗi người, mỗi tăng ni sinh ngồi một cái bàn. Và màn hình máy chiếu đầu tư vừa rồi là trên 50 triệu. Cho nên là ở đó phương tiện rất là tốt. Theo chương trình này sáng nay thầy cũng lên trên tại nơi trường đó mà dạy để cho mọi chuyện nó tốt. Mà thầy thường tịnh, thầy quản lý trên đó với thầy dụng trường, hai thầy thường trực ở trên đó thì có công việc, một thầy đi Sài Gòn và một thầy thì đi Bình Định. Cho nên là sáng nay thầy chưa đi được, nên chính vì vậy mà cũng phải thực hiện dạy online. Online là cái giải pháp tạm thời thôi, nhất là các cái tăng ni sinh mà chúng ta sử dụng điện thoại hay là mình sử dụng mà cái net của mình 3G, 4G mà mình tham gia như trực tuyến như thế này, mình dạy 1-2 hôm đó, mình học khoảng chừng là 5-7 hôm là nó hết cái dung lượng quá, là mình không tham gia được. Mình phải có một cái đường truyền thật là tốt, đó là một cái máy nó cũng rõ ràng nữa. Thì như thế thì chúng ta sẽ mới học được là nó tốt. Với nhiều khi đang học nó rớt mạng rồi, việc này việc kia nó cũng trở ngại rất là nhiều. Thì thứ nữa là những thao tác nó khó. Chứ thực ra một cái nữa là bây giờ mình sử dụng cái này, thậm chí là giờ bản thân thầy, nhưng mà mình cũng không rành về cái chương trình Google Meet hay các cái room học như thế này. Bây giờ mình muốn chia sẻ hình ảnh, chia sẻ tài liệu, chia sẻ video thì nó cũng không có thuần thục được. Và các tăng ni sinh mà muốn chia sẻ nhận tài liệu nó cũng rất là khó. Đang học như thế này mà mình có những cái chương trình, thậm chí các cái trường học như các cô giáo và các giáo viên ở bên ngoài mà muốn dạy online thì các cái cô giáo, giáo viên đó thì phải được cái bộ phận nhà trường học trải qua cái lớp huấn luyện ít nhất là 1 tuần hay là ít nhất là 3 ngày. Đó là những cái thao tác sử dụng Google Meet hay sử dụng cái chương trình chia sẻ việc này việc kia thì mọi thao tác nó tốt. Còn phần lớn là các huynh đệ hay là thậm chí các thầy giáo thọ như là quý thầy ở đây cũng vậy, thì cũng tự mà mày mò tìm hiểu thôi, chứ cũng không biết khi mà qua cái trường đó nào. Mình có nhiều cái mặt hạn chế. Sắp tới rồi thì cũng còn mong làm sao mà dịch bệnh được qua sớm, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới học trực tiếp ở trong trường. Ai mà không có điều kiện ở ngoại tỉnh rồi thì có thể tham gia online thì nó mới hữu hiệu. Chứ còn nếu mà chúng ta học online không thì nó có nhiều cái bất cập lắm, có nhiều cái bất vả. Thì đó là một vài cái vấn đề. Thì các một lần nữa thì quý thầy cũng khuyến khích các tăng ni sinh mà chúng ta có điều kiện thì có thể cố gắng phát tâm đi về cái trường Trung Cấp Phật Học. Ở nơi đó cũng rất là rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh. Nơi đó dân cư, xa dân cư nữa, cho nên mọi chuyện rất là thanh tịnh, rất là yên. Mà một cái nơi đó, ví dụ cái chùa của mình nó có diện tích khoảng chừng 2-3.000 mét vuông, một sào, hai sào. Nhưng mà ở trên đó thì nó 10 sào là 10.000 mét vuông rồi. Mà mênh mông cho nó rất là rộng, nơi đó dịch bệnh nó không có gì, yên tâm, vùng đó thuộc vùng xanh nữa. Cho nên là các tăng ni sinh nếu được thì chúng ta nên cố gắng để mà tham dự về trường học, điều kiện rất là tốt. Thì hồi sáng thì cô Minh Trí với thầy Quang Hướng thì cũng có, hình như cũng có để điểm danh rồi. Thì hiện tại cái lớp học của mình, tất cả tăng ni cũng có cái ngày nữa, thì hiện tại tới 36 thành viên. Lớp mình nữa là có 35 người, còn có một vài người xin phép vắng. Thì hiện tại như vậy thì cũng cái số lượng tương đối tốt, cho nên quý thầy không có điểm danh lại. Bữa học đầu tiên quý thầy cũng giới thiệu là cái bài học đầu tiên đó là mang tên đó là cái bài học số 1, là gọi là bài thứ nhất, là bài Đạo Phật. Bài Đạo Phật đúng ra thì thông thường mà nếu mà học mà trực tiếp thì quý thầy sẽ phô tài liệu cho phát cho các tăng ni sinh. Bây giờ chưa có gặp được thì các tăng ni sinh có thể lấy trong cái cuốn mà Phật học cơ bản, bài thứ nhất thì cũng đã là bài Đạo Phật. Còn trong cái cuốn mà của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa dạy cũng có ba cuốn, bài đầu tiên cũng là bài Đạo Phật. Thì các tăng ni sinh muốn học tốt thì mình phải đọc
cái phương pháp mà học tốt nhất hiện nay là phải đọc sách cho nhiều, học tốt có kiến thức, có kiến thức rồi mọi gì cho tốt, là cái cách tốt nhất là phải dành thời gian đọc. Ai trong cuộc sống rất là công bằng, ai cũng có 24 tiếng đồng hồ như nhau, thành thử là cho dù mình có là tiến sĩ, thạc sĩ, có gì, cái người nông dân không biết chữ gì mù chữ thì họ cũng bình đẳng, họ có 24 tiếng đồng hồ như nhau hết. Cho dù người đó là tí phú này, phú tí phú kia, hay là người nghèo hèn tới đâu thì tất cả theo cái duyên nghiệp của mình, nhưng mà rất là bình đẳng, ai cũng có 24 tiếng đồng hồ sử dụng. Các tăng nhân sinh, chúng ta cố gắng và sử dụng cái quỹ 24 tiếng đồng hồ như thế nào để mà chúng ta học tập. Ví dụ như sáng là mình thì dự kiến 3 giờ rưỡi mình dậy canh đồng hồ đấy. Rồi mấy giờ đó nếu mà ở chùa thì theo cái điều kiện, hay mong mong lên trường thì mình cũng lại 4 giờ là tập trung để ngồi thiền tĩnh tâm như thế nào, họ trì kinh điển như thế nào. Rồi 5 giờ tới 6 giờ chấp tác như thế nào. Rồi tới 6 giờ mình có thời kỳ khó, chẳng hạn là mình dùng buổi sáng, mình sắp xếp cái lịch của mình làm việc một cách khoa học, thì là người như thế thì mới sau này mới giỏi được. Chứ còn một người mà mình cứ cũng có 24 tiếng đồng hồ như nhau mà mình không có biết sử dụng cái quỹ thời gian đó, mình thích đâu thì mình ăn đó, thích đâu thì ngủ đó, thích đâu thì đi đó, không có kỳ về giấc sinh hoạt, thì bảo đảm những người như thế thì không bao giờ thành công trong cuộc sống. Nên các thanh niên sinh chúng ta phải lưu ý cái điều đó, mình cố gắng làm sao mà sắp xếp được cái quỹ thời gian cho thật là tốt, mà cố gắng đưa mình trong cái nề nếp đó để mình sinh hoạt thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp. Rồi mà sau này mình học và mình tu thì mình sẽ nó có sự cống hiến lớn cho cái Phật pháp, cho bá gia bá tánh, hay cho tất cả trong cái cuộc sống xã hội này. Thì trong cái tài liệu mà quý thầy dự kiến dạy mình tham khảo trong cái nhóm Phật học của mình á, là cái bài thứ nhất là giới thiệu về đạo Phật này, thì thầy lấy cái tài liệu của Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Hòa thượng Thích Thiện Hoa là đến nay ngài viên tịch đến đây đã mấy mươi năm rồi. Cái cuốn tài liệu của ngài, bộ bao bộ Phật phổ thông đó mà ngài đã soạn cách nay là cũng gần cả nửa thế kỷ rồi, là 40-50 năm, tức là gần nửa thế kỷ rồi. Mà là cái cuốn đó thì hiện nay cái bộ Phật phổ thông gần như cũng ít có cái bộ sách Phật học nào mà có thể thay thế được. Mặc dù nhiều cái bài viết rồi rất là hiện đại, rất là tốt sau này, nhưng mà giáo trình cơ bản của bộ Phật phổ thông là một cái bộ rất là tốt. Hiện nay thậm chí cái bộ nhiều bộ Phật học hàm thủ rồi 4 cuốn đấy mà cũng không có đánh giá là không thể qua được cái bộ của Phật phổ thông 3 cuốn của Hòa thượng Thích Thiện Hoa, hay các cái giáo trình mới cũng vậy. Mặc dù là cái bộ đó có thể nhiều cái sách về sau được cập nhật những thông tin, những cái tài liệu rất là tốt, nhưng mà cái bộ của Phật học phổ thông của Hòa thượng Thích Hoa là một cái cuốn xưa nay rất là nổi tiếng trong cái Phật học của mình, trong cái tông lâm Phật học. Thì các tăng nhân cố gắng bài muốn học tốt thì ở nhà phải đọc trước. Còn khi mà lên trên học trên lớp trên đồ như thế này thì quý thầy sẽ trao truyền những kiến thức mà nó cơ bản để chúng ta nắm thêm. Còn muốn đọc học cũng thế thì chúng ta phải đọc bài trước. Chẳng hạn như quý thầy giới thiệu sơ về ví dụ như các tăng nhân xưa nay á, nói về đất nước Ấn Độ, Phật pháp đạo Phật thì xuất phát từ Ấn Độ. Thế thì các tăng nhân sinh chúng ta có biết rằng ví dụ Đức Phật sinh ra ở đâu? Đất nước Ấn Độ phải không? Thì đất nước Ấn Độ, các tăng nhân sinh có biết đất nước Ấn Độ dưới thời Đức Phật có bao nhiêu quốc gia không? Đó, các tăng nhân sinh có biết bao nhiêu? Ở đây ai trả lời được không? Ít nhất á, thầy nói ít nhất là có 10 quốc gia. Chứ không phải là mình nói để trả lời Đức Phật. Thậm chí bữa nay một cái câu hỏi cho gia đình Phật tử thôi. Mấy em gia đình Phật tử á, nó sinh hoạt, nó thi mà hỏi một cái câu hỏi trắc nghiệm thôi. Hỏi này, Đức Phật sinh ra ở đâu? Mà mình nói rằng mình trả lời Đức Phật sinh ra Ấn Độ, thì cái câu trả lời đó, ví dụ câu trả lời đó là, cái câu hỏi đó là 10 điểm, thì câu trả lời này, trả lời Đức Phật sinh ra Ấn Độ thì chưa được 5 điểm. Tại vì sao? Tại vì đất nước bây giờ Đức Phật sinh ra ở đâu? Bây giờ là Đức Phật sinh ra ở tại hiện tại là đất nước cái vườn Lâm Tỳ Ni. Vườn Lâm Tỳ Ni là ngày nay trực thuộc đất quốc gia Nepal chứ không phải đất nước Ấn Độ nữa. Đã phải không? Các tăng ni sinh có bao giờ biết điều này không? Thì Đức Phật sinh ra tại bây giờ quốc gia Nepal là quốc gia riêng biệt. Mình muốn đi từ đất nước mình Nepal, đất nước Ấn Độ, mình qua nước Nepal đó là phải xin visa, phải có hộ chiếu, phải có visa. Mà visa theo thầy được biết đó là lúc bây giờ từ những năm tháng học ở Ấn Độ là phải đóng 25 đô la, 25 đô la bữa nay cũng trên 500.000 mình, tức là phải vào. Thì họ quốc gia riêng, họ có luật pháp riêng, họ có cờ riêng, tất cả mọi quốc gia riêng hết. Cho nên bây giờ mình hỏi là Đức Phật sinh ra ở nơi đâu, mình trả lời, mình vội vàng trả lời Đức Phật sinh ra Ấn Độ, thì câu hỏi đó thì trả lời không chính xác.
mà mình phải nói rằng là mình như mình trả lời chính xác, tương đối chính xác một chút á, mình phải trả lời là Đức Phật sinh ra ở tại đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa, tại vườn Lâm Tỳ Ni, ngày nay á là trực thuộc vào quốc gia của Nepal, chứ không phải đất nước Ấn Độ nữa. Thế bài thứ nhất mình học về đạo Phật thì mình gọi là đất nước Ấn Độ. Thế với thầy khái quát sơ về Ấn Độ một chút cho các tăng ni sinh chúng ta nắm cái kiến thức cơ bản nhất mà mình phải cập nhật, chứ còn không mình sẽ trật hết. Đức Phật sinh ra ở đâu? Đức Phật sinh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni và nước vương thành Ca Tỳ La Vệ. Nước đó tên là nước Ca Tỳ La Vệ. Và dưới sự trị vì của ai? Của vua là Hoàng hậu. Hoàng hậu vua đó là vua Tịnh Phạn Suddhodana, phải không? Hoàng hậu là hoàng hậu gì? Đấy, thì hoàng hậu Maya. Người mẹ kế về sau đó là Mahabasabha Đề đó. Đấy, thì chúng ta phải biết. Thế thì năm lên 19 tuổi theo cái lịch sử của truyền thống Phật giáo Đại Thừa thì Đức Phật bắt đầu lúc bây giờ Thái Tử Tất Đà Đa mới phát tâm đi xuất gia, vượt cái dòng sông Anoma đi đến một cái quốc gia khác để mà tu tập, để tìm hiểu nghiên cứu tu tập. Đó là nước nào? Các tăng ni sinh nhớ không? Đây là kiến thức cơ bản nhất, nhiều cái Phật tử họ nhớ nhưng mà mình đó, nếu mà mình không để ý, các tăng ni sinh không chịu khó học hỏi mà không chịu ghi chép, không chịu mà nghiên cứu thì sau này mình sẽ bị những kiến thức cơ bản mình không có nữa. Rất là đáng tiếc. Thì ngày như Thái Tử Tất Đà Đa lúc bây giờ ngài mới biết là một quốc gia rất là nổi tiếng, một trung tâm Phật giáo, một trung tâm tôn giáo học nổi tiếng thời bấy giờ, đó là nước Ma Kiệt Đà. Thành gì? Thành vương xá nước Ma Kiệt Đà. Và cái nước này có vua và hoàng hậu riêng. Vua trị vì của nước này là nước vua gì? Anh nhớ không? Nhà vua trị vì của nước này, vua trị vì của cái nước nước Ma Kiệt Đà này, đó là vua Bibisara. Vua Bibisara tức là vua Tằng Bà Ta La. Và hoàng hậu của vợ của vua là vua là bà nào? Là bà Vi Đề Hi. Đấy, những kiến thức này là kiến thức hết sức là cơ bản, các tăng ni sinh phải nắm. Nếu mình nói là Đức Phật sinh ra đất nước Ấn Độ và ngài sinh ra là hóa đạo Ấn Độ là mình nói một cách chung chung là không có đạt. Và mình nắm như vậy kiến thức của mình nó có cái lỗ hổng rất là lớn, không có tốt. Đó là những điều hết sức cơ bản. Thế thì khi đó, khi mà trải qua 5 năm khổ hạnh rừng già ở tại nơi núi tuyết và ở tại khổ hạnh lâm rồi tất cả nơi đó, thì sau khi mà chứng đạo dưới cội Bồ Đề là ở tu tập chứng đạo ở tại nước Ma Kiệt Đà, thành vương xá nước Ma Kiệt Đà với sự trị vì lúc bây giờ là vua Tòng Bà Ta La. Và sau vua Tòng Bà Ta La, cái người kế vị mà nói chung ông gia chết chủ vua Tòng Bà Ta La thì một người con của mình đó là vua gì? Vua A Xà Thế, là người kiếp tập kinh điển, ủng hộ kiếp tập kinh điển là thứ nhất. Và những kiến thức đó sau này các tăng ni sinh cố gắng chúng ta học và đọc để biết được. Thế thì sau đó thầy đố các tăng ni sinh nó có thể nắm được kiến thức cơ bản này, thì khi mà ngài thành đạo xong ở dưới cội Bồ Đề thì ngài đến nước nào để mà chuyển pháp luôn? Đó là một quốc gia riêng biệt nữa, chứ không phải là quốc gia gọi là mình nói chung chung đúng với Ấn Độ rồi, phải không? Ngài nhưng mà đọc sách, nhưng mà nhiều khi các tăng ni sinh không có để ý điều này thì là chúng ta cũng nói một cách nó chung chung mà nó không trốn được. Thế thì quốc gia thứ ba, được gọi là quốc gia thứ ba này, tạm thời quốc gia thứ ba của đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa mà Đức Phật đã đi đến nơi đó để chuyển pháp luân, nước gì, vườn gì? Vườn Lộc Uyển. Và quốc gia này được gọi là quốc gia Balanai, gọi là Balanai. Đấy, các tăng ni sinh có thể về tìm hiểu cái lịch sử này cũng rất là căn bản, phải không? Đó là ít nhất là ba quốc gia mình biết. Và nơi đó là hóa độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Cái nơi đó là tam bảo đầu tiên được thành lập. Mà nơi đó bài pháp đầu tiên Đức Phật chuyển pháp luân ngày giảng, đó là bài pháp gì? Bài pháp Tứ Diệu Đế. Đấy. Phật bảo, tam bảo được thành lập, đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo ở đây là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Pháp bảo là bài pháp Tứ Diệu Đế. Sau này học Phật pháp căn bản là
là các tăng sinh cố gắng học, ví dụ cứu diệu đế hay là mình biết ba bảy phẩm trời đạo thì mình có kể đó là cứu diệu xứ, cứu chứng cần, tướng như ý túc và ngũ căn ngũ lực và thất bồ đề phần bát thánh đạo phần, những đó là những cái giáo lý căn bản mà mốt mình sẽ học trong cái chương trình Phật pháp căn bản. Thì ở tại nơi cái vườn Nai, cái nước này là nước Ba La Nại, nhà vua riêng, quốc gia riêng nằm bên dòng sông Hằng cổ kính. Sông Hằng gọi là sông Ganga đó. Bên đó bên Ấn Độ nó có hai cái dòng sông lớn nổi tiếng ở bên đó nước Ấn Độ, sông Ấn Hà và sông Hằng Hà. Thế thì mình biết đó là quốc gia thứ thứ ba của đất nước Ấn Độ. Quốc gia thứ nhất mình tạm thời mình hiểu là mình biết được, các nên tân sinh phải nắm được, không nhớ được nhiều mà ít nhất phải nhớ là nước thứ nhất là nước Ca Tỳ La Vệ, được gọi là quê hương của Đức Phật, ngày nay là trực thuộc quốc gia Nepal. Một điều nữa, rồi sau đó ví dụ có một cái quốc gia nữa Đức Phật mà chuyển pháp tối nào các tăng ni sinh cũng chúng ta cũng thọ trì kinh điển, như thị ngã văn nhất thời Phật tại tại đâu, tại Xá Vệ Quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, thì đó là nước gì? Nước Xá Vệ. Nước Xá Vệ nó khác, nước cây Ca Tỳ La Vệ khác, và nước Vaisali khác. Nước Vaisali là nước gì? Nước Tỳ Xá Ly. Trên đất nước Ấn Độ ngày mình xưa kia mình học, mình cứ trả lời Đức Phật sinh ra và lớn lên là sinh hoạt tất cả mọi triệu hành dương chánh pháp ở đất nước Ấn Độ. Thế mình không có biết cụ thể quốc gia đó, là mình cái kiến thức của mình là yếu lắm. Chẳng hạn như Việt Nam của mình, từ Nam chí Bắc á, ở từ ví dụ như từ mũi Cà Mau mình bay ra tới gọi là gì đầu móng cái, tạm thời thế này, thì quốc gia của Việt Nam mình hiện tại là hình chữ S, đúng không? Thì ngày xưa là dưới thời Hùng Vương thì ba chia làm bao nhiêu quốc gia nó khác, rồi tới vào thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông bắt đầu mới gả cô gái út của mình là hiện trong công chúa cho vua chế Mông Chí Cũ, vua chế Mông Chí Cũ dân hai châu Âu châu Rí, nó tương đương quản trị từ tương thế bây giờ. Thì quốc gia của Việt Nam ngày trước giao chỉ giao trong cái tiết kiệm thôi, nhưng mà sau đó tới thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài đã đánh thắng quân Mông Nguyên thế nào, mở mang biên giới bờ cõi như thế nào, mà quốc gia Việt Nam mình ngày xưa nó chia làm nhiều quốc gia lắm. Ví dụ như từ khu vực Quảng Trị rồi nó trở vô Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, đó là quốc gia ngày xưa là nước khác, là nước gì các tăng nên xin biết không? Nước Trăm Ba. Rồi đi vào từ cái khu vực mà bắt đầu vào Chiêm Thành là những cái vùng kia là Thủy Trăng Lạp rồi Lục Trăng Lạp, rồi tới cái thời các vị vua chúa Nguyễn, từ chúa Nguyễn Hoàng mở đất như thế nào, Trịnh Nguyễn phong tranh như thế nào, rồi tới cái thời Tây Sơn như thế nào, rồi tới cái thời Gia Long rồi như thế nào. Đó là lịch sử Việt Nam của mình, là từ Nam chí Bắc mình bay từ ở Sài Gòn, hay là thậm chí bay từ Cà Mau mà mình bay ra tới Nội Bài rồi đi nữa, Hà Nội nữa, thì mình bay khoảng chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ hết. Quốc gia Việt Nam mình rất là nhỏ, diện tích nó nhỏ so với tất cả các quốc gia khác, nhưng mà đôi lúc mình cũng ít khi mà nắm được. Thành thử mình phải biết, hay giờ là quốc gia mình nó lớn như Ấn Độ rồi, rất là lớn. Hay quốc gia Trung Quốc ngày xưa cũng chia làm nhiều quốc gia đó. Thì khi mà học, mà mình học về Phật pháp hay là học được cái gì thì mình phải học, mình có những kiến thức như thế thì mình mới nắm một cách nó cụ thể. Chứ còn mình nói ồ Đức Phật sinh ra Ấn Độ rồi lớn lên Ấn Độ rồi thế này, đó là cái nói chung chung thì nó không có một cái chi tiết cơ bản mà mình không nắm được, là cả cái lỗ hổng lớn của mình. Thế hạn như bây giờ bên ni, các cái vị ni tăng bên ni thì các cái cô ni thì các cái vị sư á, cái nữ á, thì mình biết cái nơi nào mà được thành lập ni đoàn đầu tiên trên thế giới không? Có nhớ nơi nào? Đó là một quốc gia khác của đất nước Ấn Độ, là nước gì? Nước Vaisali. Nước Vaisali được gọi là Tỳ Xá Ly. Thì cái nước này á, thì ngày xưa nó cắt cái vương thành Ca Tỳ La Vệ là khoảng chừng 150 cây số theo đường chim bay, cho nên á là Di Mẫu Maha Ba Sà Ba Đề phải đi từ mà sáng sớm cho tới chiều tối đi tới nơi đó cầu xin, rằng đi tới mức độ là chân thì chảy máu, đầu thì cũng rớm máu, bắn mình trong cái các bộ cực khổ thế nào. Nếu là các vị mà tăng ni mà đọc cái lịch sử mà hình thành những ni đoàn đầu tiên trên thế giới, thì chúng ta biết cái nước đó là nước Vaisali, nước Cộng hòa Dân chủ đầu tiên của đất nước Ấn Độ như thế nào. Ở đất nước Ấn Độ từ đời của trên thế giới là một trong những nước Cộng hòa đầu tiên. Nó nhiều quốc gia, chẳng hạn quốc gia Kosambi. Kosambi cũng là một quốc gia cổ ngày xưa của đất nước Ấn Độ.
Thành thử ra là khi mà chúng ta học về lịch mình xưa nay mình học bình bình thì thôi, đọc chung chung thì thôi. Nhưng mà khi mình học về chi tiết mình nói rõ ràng sơ sơ thôi. Ví dụ như ngày nay người ta tổ chức về đi mà đi du lịch hay là đi tu tập một chuyến đi gọi là đi tứ động tâm. Tứ động tâm là bốn cái địa điểm mà thiêng liêng của người con Phật đi đến nơi mình rút đòn cả cái tâm hồn mình hết, gọi là tứ động tâm. Rất là nhiều cái thánh tích trên đất nước Ấn Độ nhưng mà người ta xếp hạng có bốn cái vị trí thiêng liêng. Đó là thứ nhất là nơi Đức Phật gì? Đức Phật đản sanh trước, phải không? Đản sanh ở tại nơi đâu? Là vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ca Tỳ La Vệ. Đó Đức Phật đản sanh. Là khi mà Đức Phật vượt dòng sông Aroma đến cái vương quốc để mà tu tập, để mà cái nơi đó là trung tâm tôn giáo, mà nơi đó là quê hương của Ngài Xá Lợi Phất này, quê hương của Ngài Mục Kiền Liên này, quê hương của Ngài Mahakajip, có đại học cổ Nalanda là nổi tiếng nơi đó. Thì nơi đó thì trung tâm là nơi đó ba anh em tu tập, ba anh em chính là ba anh em tu tập của ba anh em Kajip đó, đạo thờ lúa nó khác. Còn Ngài Mahakassapa Mahakajip là khác đó. Còn Đức Phật độ con rắn thần, độ ba anh em Kajip đạo thờ lúa thì là một cái nhóm giáo phái riêng đó, dưới thời Đức Phật. Thì những quốc gia đó ít nhất thì các tăng nhân sẽ phải ghi nhớ quốc gia đó là Ba La Nại, thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tầm Bà Ta La. Thì khi Đức Phật tu tập ở nơi đó trải qua 6 năm khổ hạnh rừng già, bao nhiêu ở tại nơi dưới nơi tiếp lãnh tu tập như thế nào, để đến ngồi dưới tắm dưới dòng sông Uy Liên Thiền như thế nào, để đến ngồi dưới cội cây Tắc Bắc Lam rồi về sau có được cái Bồ Đề đó, thì ngồi 7 lần 7 49 để mà tu tập. Thì sau đó mà chứng đạo xong đó, thì Ngài mới đi qua cái quốc gia tiếp là Ba La Nại, Vườn Na. Thì các tăng nhân sinh có thể học đọc về cái lịch sử của Vườn Na như thế nào, hôm nay Chúa như thế nào, nay đầu đàn như thế nào, tiền thân của Đức Phật Bổn Sư như thế nào, tiền thân của Đề Bà Đạt Đa như thế nào trong cái hai hôm nay Chúa Ba La Nại, rồi cái thành dòng sông Hằng Kiều Liên như thế nào. Khi đó Ngài mới trở về là Đức Thành Ca Tỳ La Vệ độ vua Tầm Bà Ta La, vua Tầm Bà Ta La mới cúng cho Đức Phật một cái tinh xá mà gọi là ngôi chùa. Thế các tăng nhân sinh biết ngôi chùa đầu tiên là gọi là chùa tên gì không? Chùa gì? Có ai cúng biết không? Chùa đầu tiên trên thế giới được thành lập đó là ngôi chùa gọi là Trúc Lâm Tinh Xá. Ngày xưa ở bên Ấn Độ gọi là tinh xá, nhưng mà gọi từ chung đó là tinh xá hay là chùa hay là từ viện gì đó. Thì cái nơi đó được gọi là ngôi chùa đầu tiên là cái chùa đó được gọi là Trúc Lâm Tinh Xá hay là chùa Trúc Lâm. Còn cái ngôi chùa mà lớn và trung tâm hành dương Phật pháp nổi tiếng về sau mà của trưởng giả cấp Cô Độc, thì trưởng giả cấp Cô Độc, nhưng mà chúng ta biết rằng là sau này các tăng nhân sinh chúng ta để ý nữa là ta, khi mà ông trưởng giả cấp Cô Độc ông viên treo cái tên là gì? Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, phải không? Kỳ Thọ là sao? Là cái vườn cây đó của Thái Tử Kỳ Đà, trên cái tên của Thái Tử Kỳ Đà được đứng phía trước. Và cấp cô độc viên là cái vườn của trưởng giả cấp cô độc. Và cái quốc gia này á, là được trị vì vua là vua Ba Tư Nặc. Và bên cạnh nơi đó, ở cái quốc gia này, hai cái nước Xá Vệ này, nước Xá Vệ quốc đó, có nhiều trưởng giả rất là giàu có, là trưởng giả cấp cô độc phát tâm cúng. Và bên đó cũng có một cái vị nữ thí chủ giàu có bậc nhất để hoàng dương Phật pháp, để phát triển Phật giáo. Nữ thí chủ đó các tăng nhân sinh biết tên gì, ai nhớ không? Ở cái học lịch sử là những cái điều cơ bản thì các tăng nhân sinh chúng ta cố gắng mà chúng ta ghi nhớ. Thì bốn cái địa điểm thiêng liêng đó là nơi Đức Phật đản sanh này, nước ngày nay là nước Nepal, ba cái vị trí còn lại ngày nay đang nằm ở trên đất nước Ấn Độ, đó là nơi thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, ở trong gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, là nơi đó gọi là nổi tiếng là nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luôn, đó là nước Ba La Nại ngày xưa và ngày nay gọi là Sanat, khu vực đó là cái thành phố Sanat. Còn ngày nay Bồ Đề Đạo Tràng thuộc tiểu bang Bihar của đất nước Ấn Độ. Còn một tiểu bang bên kia là tiểu bang Sanat. Sanat gọi là vua của các loài nai, cái danh từ ngày xưa vẫn còn. Và cái vị trí thứ tư đó mà nơi Đức Phật gọi là bốn địa điểm thiêng liêng là nơi Đức Phật làm gì? Ngày nhập Niết Bàn. Niết Bàn đó là ngày xưa là bộ tộc Mạc La của vùng Kushinaga và thành Kautina. Kushinaga dịch là Kautina. Ngày xưa là mà các cái danh từ mình phiên âm hết rồi, cho nên đó là nhiều, bây giờ là nhiều người phải học cho thuộc. Ví dụ như chẳng hạn ngày xưa ta bảo là Washington DC hay Washington, ta gọi là Hoa Thảm Đốn,
Canada dịch là Gia Nã Đại kiểu vậy đó. Rồi chẳng hạn như Philippines dịch là Phi Lục Tông, New Zealand đó gọi là Tông Ta Lan, nhưng mà giờ người ta yêu cầu phải nên đọc cái tên đấy thôi. Thậm chí bây giờ nếu mà đi sau này các đang sinh học ở trong nước rồi bình thường thôi, nhưng mà khi đi nước ngoài á là phải học cái danh từ, chẳng hạn như ngài Mục Kiền Liên nói là không ai biết, nhưng mà khi dùng cái danh từ của tiếng cái tên chúng của ngài để dịch ra là Moggallana, Moggallana là dịch ra là ngài Mục Kiền Liên. Chẳng hạn ngài Xá Lợi Phất là gọi là Sariputta, dịch ra là Xá Lợi Phất. Đó là những cái danh từ. Ví dụ như thậm chí mình đến là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì ra bên nước ngoài, qua bên Thái Lan hay qua bên Indonesia, qua bên các nước khác người ta không biết là Đức Phật Thích Ca là. Nhưng mà mình đọc cái danh từ là gì? Là Sakyamuni. Buddha là trong cái danh từ chung. Nếu mình đọc cái đó ra qua bên mình tiếp xúc với những cái người nước ngoài hay là những cái các cái gì như sau này mình đi học, các tăng nhân sinh sau này ví dụ học bên Ấn Độ hay là qua Singapore hay là qua bên Trung Quốc, hay qua bên Đài Loan, hay qua bên Nhật Bản, thì mình gặp toàn những quý thầy tăng ni các nước hết. Mà mình đọc mình nói là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì sao ta biết? Mình phải dùng danh từ chung cái tên của ngài. Xá Lợi Phất, mình nói Xá Lợi Phất không ai biết, thì mình gọi là Sariputta, người ta biết. Danh từ nói chung. Phật là danh từ riêng của mình dịch ra phiên âm nhân quan đó gọi là Buddha. Sakyamuni Buddha, yeah. Quan âm Bồ Tát. Bodhisattva là Bồ Tát. Vậy đó, còn mỗi cái danh từ của các đức Bồ Tát là có danh từ riêng mình phải học thuộc. Hôm nay là cái bài học đầu tiên, cho nên quý thầy giới thiệu một cách tổng quát vậy để các tăng ni sinh chúng ta biết có cái khái niệm chung. Thì sau này mình đi học vào những cái bài cụ thể thì chúng ta sẽ có một khái niệm thật là nó tốt, nó có cái tầm nhìn một chút. Chứ còn không là chúng ta cứ học theo cái kiểu của mình, không là nó xưa nay có một vài trường học hay là thì nó sẽ cũng có nó bị lỗi một chút khi mình cập nhật cái vấn đề hết. Thế giới ngày nay nó cũng có những cái vấn đề như thế. Thế còn ngoài ra đất nước Ấn Độ thì các tăng ni sinh còn có cái khá quát nhẹ và cho chia rất là nhiều chủ quốc gia, và Đức Phật đã đi khắp đất nước Ấn Độ để hoằng dương Phật pháp và hóa độ chúng sinh. Thế còn cái bài học hôm nay là thầy trở lại và mình trở lại cái vấn đề Ấn Độ ngày nay. Ví dụ mình đang học bài học đạo Phật, mình sẽ cái tài liệu mà quý thầy giới thiệu ở đây là bài học trong cái chương trình Phật học phổ thông. Và Ấn Độ thầy cũng nói thêm một chút cho các tăng ni sinh nắm. Ấn Độ ngày trước có dưới thời của Đức Phật với lại là chia làm nhiều quốc gia, và đặc biệt về sau có đại đế A Dục Vương Asoka là quốc gia mở rộng lãnh thổ rất là rộng. Dưới thời Đức Phật là cái đất nước mà ngày nay chẳng hạn như Nepal là một quốc gia riêng. Rồi sau này họ tách ra, đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa là rộng lắm, nó bao hàm cả đất nước Ấn Độ là một ngàn. Ngày mình nếu Ấn Độ nước cổ